Cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên làm việc gì? Đi xe từ từ thôi, từ từ đi từ từ. Không nhanh không đến kịp bệnh viện. Sao không? Đau quá. Ra xuống nào, hay rồi gọi xe cấp cứu đi, xe này nó sắp. Đây bây giờ cấp cứu đâu? Bây giờ phải ra trung tâm thành phố thì mới gọi được cấp cứu chứ, giờ này ai lên đây? Từng nhóc rú này gọi làm sao được xe? Cố lên. Đi ra hay xong. Đấy nào. Sao không em ơi? Ngoài ơi. Cố lên. Ngoài. Em ơi. Sao không? Đi được không? Đi được không? Vâng này. Đi được không? Thôi đừng cứ dãy dụa nhiều. Thôi em. Bây giờ mày phải đi đi. Thôi mày lên xe mày chạy đi xem nào. Nâng học lắm. Cố lên em ơi, cố lên, sắp đến nơi rồi. Chị ở đây rồi. Anh ơi. Chị ở đây rồi. Em cố lên, em cố lên. Đau. Chị ở đây rồi. Anh Hùng ơi, mọi con ơi. Đi lên xe. Cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên. Anh Hùng ơi. Lên xe đi. Lên xe đi. Anh Hùng ơi. Xuống xuống xuống. Cho nó nghỉ tí đã. Chào Hùng em ơi. Nào, như nào? Giờ như nào? Mở ra đi. Nào. Anh Hùng ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên. Mở ra. Mày mày đừng đi cấp cứu đi. Lên. Giờ giờ cho lên. Cho lên xe đi. Em đứng lên, em đứng lên. Cho lên xe. Lên xe đã, lên xe đi bệnh viện đã. Trông mệt nào lắm. Bây giờ chỉ cần Hùng không? Cho lên xe đi. Mở cửa đằng kia sang đẩy vào. Mọi người đi lên, đi lên cho nào. Thằng Nga vào đi. Mày ngồi bên này. Ngồi đây đâu đâu ạ. Vào hết đi. Cố lên. Cho nằm ra. Cố lên. Đau. Cố lên. Bây giờ sao giờ, đi đi được không? Giờ phải đi thôi. Cho nó đi viện đi. Chạy xe đi. Anh đừng lấy. Chỗ này bệnh viện nào gần nhất? Thế trên này làm gì biết viện nào? Cứ chạy ra ngoài bệnh viện. Ai gọi đây? Chạy ra ngoài đường trục ra đến chỗ nào bệnh viện gần nhất cho nó vào. Cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên. Đi xe từ từ thôi, từ từ đi. Không nhanh không đến kịp bệnh viện. Sao không? Đau quá. Ra xuống nào, hay rồi gọi xe cấp cứu đi, xe này nó sắp. Ở đây bây giờ cấp cứu đâu? Bây giờ phải ra trung tâm thành phố thì mới gọi được cấp cứu chứ, giờ này ai lên đây? Từng nhóc rú này gọi làm sao được xe? Cố lên. Đi ra hay xong. Đấy nào. Sao không em ơi? Ngoài ơi. Cố lên. Ngoài. Em ơi. Đi được không? Đi được không? Vâng này. Đi được không? Thôi đừng cứ dãy dụa nhiều. Thôi em. Bây giờ mày phải đi đi. Thôi mày lên xe mày chạy đi xem nào. Nâng học lắm. Cố lên em ơi, cố lên, sắp đến nơi rồi. Đau nhau lắm. Ngươi. Cố lên em ơi, cố lên. Anh không. Thôi đưa cháu về là được rồi, thôi cố lên em ơi, cố lên em ơi. Cố lên. Sợ nó sốc quá đi. Về gì không? Đi được không? Cứ dừng lại đá nào. Dừng lại cho nó nghỉ chân. Dừng lại như này đi, bây giờ mới đến nơi. Ngoài ơi. Có nước không? Chỉ có nước không? Lấy cho xin ngủ. Không có nước. Không có nước không? Ngoài ơi. Em ơi. Thôi cố lên em. Sắp tới nơi rồi. Nằm im đừng rộn lại cần. Cô đã bảo đừng rộn rộn lên là tặng hết thôi. Cô ơi, chỉnh nhiều máu quá cô ơi. Thôi nằm im, nhưng mà đi sắp nó đau ấy. Bây giờ kiếm cái chỗ bệnh viện nào đi gần nhất thôi. Cấp cứu sơ cấp cứu đã. Cái khu này mình đi xem nào, để tìm bệnh viện xem nào. Thôi cô nói im. Cô đi. Từ từ bình đi em ơi. Điện điện xem nào, hỏi xem kiếm biết là có cha nào ở đây, gần đây có cái bệnh viện nào không. Đừng rộn hết thôi, đi còn đông rồi rộn. Cố lên em ơi, cứ nên. Bệnh viện gần nhất cách đây 20 cây cơ. Đấy, xa lắm rồi. Thôi mày đi đi. Đi không biết bao giờ về đến đâu. Cố lên đi. Cô thở.
kiếm cho những ngụm nước đi. Nước vừa đi giờ đường xa đi uống hết nước rồi còn đâu mà nước. Không đi không biết bao giờ đến nơi đâu. Kệ nó, mày cứ chạy đi. Cứ kia lại cơ. Cố lên em ơi. Cố lên, sắp đến nơi rồi. Cố lên mày ơi. Cháu ngã cửa lại. Mở cửa ra cho thoáng rồi chứ. Nằm im nào. Cố lên đi, đi ra bệnh viện là được thôi. Mày ơi, mày. Cách đây 20 cây có cơ. Thôi lên xe đi hết đi, giờ đâu cũng phải đi. Giờ cứ chăn trừ như này thì đi làm sao được. Cố lên đi, chân nó chạy xe đi, giờ cứ nằm đây thì làm sao được. Bà Nga lên đây đỡ mày. Đỡ lên đi. Đâu thì bây giờ cũng phải cố làm sao, còn bây giờ mày cứ nằm đây mày dậu không cho nó đi thì chết ở đây à. Thôi cố lên nhá, cố lên để cho lên xe, chúng mày lên xe hết đi, nhanh lên. Mình đi không có bây giờ làm sao được, bây giờ thì đau thì phải chịu vậy ấy. Thôi im đi, đã làm đừng có nói nhiều thì lần nữa còn hơi đâu mà thở. Thôi cứ lên xe đi, thôi đi, đi giờ này không đi không biết bao giờ đến nơi đâu. Đi nhá. Cố lên. Nhưng mà cháu đau lắm, không đau thì bây giờ cũng phải chịu như vậy. Ở đường như vậy ai cứu được mày? Không chịu được đâu. Im đi. Sao không mày, em ơi. Đây. Thôi. Thôi con hai lên xe đi, chồng chạy xe đi chúng mày ơi. Thôi chạy xe đi, tốt nhất là chạy xe. Rồi bây giờ nha. Bây giờ chạy thẳng cái đường này khoảng 4 cây nữa là rẽ lên. Mày cầm mồm. Mày bây giờ mày phải nghe tao, bây giờ mày muốn cứu vợ mày không? Anh ơi, cứu em ơi. Ủa con em ơi, sắp đến rồi. Cố lên. Đi nha. Bây giờ mày cứ nằm đây mày vật vã thì hết sức rồi mà thôi. Đi. Cố gắng lên. Đi, cố gắng. Cố gắng lên, sắp tới rồi. Thôi cố gắng lên. Thôi, sắp tới rồi. Chịu khó vậy nhá. Cố lên, đi đâu mới đi, giờ đâu mới đi. Cố chạy đi, bây giờ chạy biết làm sao bây giờ. Cố tí em ơi. Thôi cố tí nữa là được, sắp tới rồi. Tí kẹo nữa thôi. Con mẹ nó bắn nước nữa rồi. Con đừng nghe lại đi, đau lắm. Đừng nghĩ gì, sắp tới rồi, cố gắng. Cố lên. Em sắp đến nơi rồi. Rồi đấy, rẽ đi. Rẽ đi nha. Rẽ đi. Đường này đúng không? Rẽ đi.